xét đánh người đàn bà độc ác. Tiết lập xuân năm quý tỵ 1533, ông Đồ Thuấn cùng một học trò đi du xuân đến làng Trung Thành, Tổng Yên Hạ thì sực nhớ ra có một cố nhân cũ đã lâu không diện kiến. Sẵn lúc nhàn rỗi, hai thầy trò tìm đến nhà người bạn xưa thăm. Và trong lần tao ngộ ấy, ông Đồ Thuấn có dịp gặp gỡ với cô Sáu người trong làng vẫn gọi là cô Sáu Quyền. Cô Sáu Quyền là chị gái bạn ông Đồ, năm nay trọn bát tuần nhưng khỏe mạnh và rất minh mẫn. Trong khoảng thời gian lưu lại, nhà bạn biết ông Đồ Thuấn là người tin vào thế giới cõi âm. Cô Sáu Quyền đã kể cho ông nghe một câu chuyện cực kỳ kinh dị và rất đổi thương tâm. Câu chuyện ấy mới diễn ra cách đây chưa lâu, trực tiếp liên quan đến một người cháu đàn ngoại sinh sống gần nhà. Vì là chỗ thân thiết nên cô Sáu Quyền biết tường tận mọi chuyện. Tám năm trước, người cháu gái của cô Sáu Quyền tên là Thư lấy chồng làng này năm vừa tròn 18. Chồng Thư tên tục là Sậu, hơn vợ 3 tuổi ở làng này sậu là người có hoàn cảnh tương đối éo le mồ côi thầy bu năm lên tám sậu được người bà nội một tay chăm bẩm lớn lên cũng được gấp bút nghiêng sang học ôn đồ năm mười tám tuổi bà nội sậu mất sau một giấc ngủ đêm dù trước đó chẳng thấy than đau ốm gì dân làng vẫn đồn bà cụ chết vì trúng gió chẳng còn ai thân thích trên đời, sậu chỉ biết nương vào một mảnh ruộng cạn, làm kế sinh nhai. Đêm nào cũng vào rừng săn thú và tinh mơ đã thấy lũi thổi về làng. Căn nhà tồi tàn, nơi lưu giữ những ký ức đau buồn, nay chỉ còn mình sậu dạo ra. Mấy năm sau, người cháu gái của bà Quyền là cô Thư đem lòng thương sậu thấy sậu là người hiền lành chịu thương chịu khó lại biết đối nhân xử thế so với đa số trai đinh trong làng này sậu không hề rượu chè cờ bạc cũng xếp vào người hiền lương nên bà sáu quyền cũng ra sức mai mối vậy là đám cưới nho nhỏ đưa hai người về chung một nhà sống với nhau cả hai chưa từng để xảy ra điều tiếng gì căn nhà nhỏ lúc nào cũng rộn rã tiếng cười chứng kiến đôi trẻ hạnh phúc phận làm trưởng bối như cô sáu quyền cũng cảm thấy được an ủi phần nào thời gian thấm thoát trôi qua nhờ vào sự cần mẫn chăm chỉ của sậu thêm cái nghề làm bánh hấp của thư đời sống trong nhà cũng phần nào được cải thiện căn nhà tồi tàn nằm ở bãi bồi cặp mé sông này đã được thay bằng nhà ngói ba gian trong nhà đã nuôi được con heo nái có bầy gà giò đôi vợ chồng trẻ đã có một số vốn lận lưng xét ra là hình mẫu lý tưởng cho bao gia đình trong làng bẵng đi một thời gian sau cuộc sống đang êm đềm của hai vợ chồng bị phá vỡ vì cuộc diễn kiến của hai người đàn bà trong đêm trăng khuyết như đã kể căn nhà của hai vợ chồng nằm cách một bãi bồi không xa kể đến căn nhà này của gia đình sậu thì phải nói rằng nó nằm ở một nơi rất thưa thớt người chính xác là nằm giữa một cánh đồng xung quanh nó là đồng không heo hút thẳng tâm tấp dưới cái vẻ heo hút ấy lại càng khiến cho nó hoang du tiêu điệu Gây rợn đến đáng sợ. Xung quanh là bãi đồng ruộng, còn quanh nhà cây cối mọc um tùm. Bao bọc sau nhà là một bãi chuối khiến không gian lúc nào cũng nhuộm một màu lặng lẽ và âm u. Đêm đó, như thông lệ, sổ lại vào rừng đặt bẫy thú. Còn lại một mình ở nhà, Thư cũng tắt đèn và đi làm sớm. Tiết trời tháng 9 âm lịch về đêm rất âm u, trời se lạnh khiến Thư phải phủ một lớp chăn mền đắp lên người thì mới cảm thấy dễ chịu để ngủ tiếp. Trong lúc ngủ say, Thư chợt giật mình khi nghe tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, giọng vào. Ngồi dậy, Thư đưa tay vấn tóc, dán mùng, đi chân trần ra ngoài nhà, vì đoán chồng mình đã đi đặt bẫy về trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Thư không nhận ra một điều, đó là mỗi lần sậu đều gọi tên vợ rất to, chứ chẳng hề gõ cửa như thế này bao giờ. Ngáp ngắn ngáp dài, Thư hạ cái thanh cửa xuống mà không một chút đề phòng. Phần cũng gì trước giờ làng này không có nạn trộm cắp, đâm ra cô cũng chủ quan. Cánh cửa chậm chậm mở ra, tiếng kè kẹt vang lên giữa màn đêm thinh vắng vừa nheo mắt nhìn ra ngoài thì giật mình ngỡ ngàng khi thấy trước mặt mình ngay ở hàng hiên là hai người đàn bà người đàn bà dáng dấp gầy gò dáng đứng không thẳng mặt có một nốt ruồi đen to bằng ngón tay ngó độ gần nhị tuần đứng bên cạnh là một người đàn bà lớn tuổi hơn thoạt nhìn qua cũng trạc tuổi thư, nghĩa là độ hơn nhị tuần. Cả hai ăn bận phục sức tối màu, đầu đội hai cái nón mê sùm sụp. Mặt mũi hai người đàn bà này lạ quắc, không phải dân làng này. Và người đàn bà lớn tuổi còn mang một cái bụng chữa lùm lùm. Giây phút giật mình đi qua, thư dội lên tiếng. Hai người kiếm ai vậy? người đàn bà gương mặt gầy gò có một nốt ruồi đen bên má trái dội lên tiếng thưa bà chúng con lỡ độ đường ờ, xin bà cho chúng con tá túc lại một đêm chúng con đi đã chục dặm đường mà chẳng thấy căn nhà nào lời vừa thốt ra thư đã cảm thấy rất lạ để đến được căn nhà của hai vợ chồng cô phải đi qua con đường độc đạo xuyên qua làng. Dân trong làng trung thành rất hay ngủ muộn, thời gian này cũng chưa gọi là quá khuya. Vậy tại sao người đàn bà này lại nói không thấy căn nhà nào? Đó là một điều cực kỳ vô lý. Nghĩ là vậy, nhưng thư vẫn mở rộng cửa và niềm nở. "Dân, mời hai người vào nhà." Chồng tôi cũng sắp về tới rồi. Thư cố ý nhấn mạnh. Với sao để nhắc khéo việc trong nhà còn có đàn ông phòng khi hai kẻ này có ý đồ bất chính sẽ biết khó mà lui. Hai người đàn bà sẽ đánh mắt nhìn nhau rồi cùng bước vào trong sau khi buông một tiếng cảm ơn. Hả mình ngồi xuống bàn uống nước. Đến lúc này Thư mới nhìn thấy người đàn bà bụng chữa ôm khư khư một cái tay nải trong lòng. Thoạt nhìn qua thư đã đoán thứ bên trong không phải quần áo vì xem ra rất nặng. Dội rót cho hai vị khách hai chén nước. Thư mở đầu câu chuyện cho không khí bớt gượng gạo. À, hai chị người ở đâu? Đêm hôm có việc gì mà tới làng này vậy? Người đàn bà bụng chữa, bạc mặt nhìn ra ngoài màn đêm mờ trăng trong khi người đàn bà có nốt ruồi kia đỡ lời bẩm bà chúng con là người bên tổng yên vũ con là con nhàn còn đây là mợ con mợ con tên là xanh vợ thứ ba của cậu cả lát con dâu của ông bá hành giàu nhất vùng này thư nhấn ánh mắt nhìn hai người đàn bà quá ra đó là chủ tớ chứ chẳng phải chị em như cô đã thầm đoán. Khỏi phải nói ở vùng này, ai còn lạ gì ông bá hành? Dân trong vùng đồn đại nhau, ông bá hành dạo nước đố đổ dách. Trong nhà tiền bạc nhiều mấy kho, gia nhân lên đến hàng trăm, ruộng đồng ngàn mẫu. Làm con dâu trong một gia đình giàu sang như thế, tại sao mở xanh, đêm hôm lại lưu lạc đến xứ này? đã dậy lại đi với đúng một con sen. Thêm việc phục sức trên người lại là thứ giải sờn cũ, nhuộm cũ nâu chỉ dành riêng cho đám gia đình trong nhà. Thư thầm đoán trong điều này chắc chắn có ẩn tình gì lớn lắm. Là một người thông minh, Thư mớm lời để dò hỏi can nguyên. Đêm hôm thế này chắc chủ tới nhà chị có việc gì hệ trọng lắm mới dội đi phải không? Cốc nước vừa kê lên miệng còn chưa kịp uống, nhàn quay sang nhìn mợ mình với ánh mắt nghi ngại như hiểu được đắn đo trong lòng người hầu gái, mợ xanh dội đỡ lời. Em đừng giấu gì chị ấy, để ta thưa cho tỏ tường câu chuyện. Bằng ánh mắt chất chứa muộn phiền, mợ xanh chắp tay hành lễ giới thư rồi trầm giọng. Thưa chị, em là vợ cậu cả lát, con dâu ông bá hạnh nhà em đương yên ấm trên dưới bảo bọc nhau sống với dân làng rất có tình có nghĩa chuyện chẳng có gì đáng bàn nếu không có chuyện bố chồng em phát giác ra tên quan huyện chuyên ăn đúc lót và xử án quan cho dân nghèo bố chồng em là người cương trực ghét nhất là loại tham quan hà hiếp dân nghèo ông cụ tức tốc thảo một lá thơ tố cáo tội ác gửi lên quan tổng đốc trong đó còn có rất nhiều bằng cớ rành rành, chính ông cụ nhà em còn cắt máu điểm chỉ vào đó. Ngừng một giây, mợ xanh khẽ đưa giặt áo chấm nước mắt, giọng nói gần như lạc đi trong tiếng nước nghẹn sụt sùi. Chúng nó ác lắm chị ơi, chẳng biết ta dách mạch rừng làm sao mà tin ấy tới tai lão quan nguyện. Cách đây hai hôm ngay khi cả nhà em đang ngủ thì có một toán người lao vào nhà chúng trói nghiến cả chồng em rồi đánh đập tra khảo ghê lắm sau cùng vì không tìm được lá thư nên chúng chém chết cả nhà chồng em bà nội chồng em ốm bệnh liệt giường tuổi ngoài tám mươi mà chúng nó cũng giết khốn nạn lắm chị ơi Ngừng một giây, nỗi đau đớn trong thâm khảm lại dâng lên. mở xanh ôm mặt, khóc dấm dứt. Ngồi nghe hết ngọn nguồn, Thư cũng cảm thấy rợn hết người. Vừa vỗ tay trấn an, Thư vừa hỏi bằng giọng hồi hộp. Rồi làm sao mà mở thoát được? Đang trong cơn xúc động nên mở xanh nói không thành lời. Con sen phải đáp thay bằng giọng hải hùng. Mở con bầu bì không ngủ ở nhà trên mà nằm ở gian buồn. Đúng lúc con đỡ mợ con đi tiểu thì nghe tiếng đánh đập trên nhà. Con quảng quá mới lao lên xem thì thấy hết luôn. Con kéo mợ con chạy theo lối hậu viên. Cũng may ông bà sống khôn thác thiên nên độ cho tụi con qua được cái nạn này. Sụt sùi lao nước mắt, mợ xanh tiếp tục câu chuyện còn bỏ ngỏ cũng may bố chồng em liệu diệt như thần toàn bộ chứng cớ và bức thư tố cáo ông cụ đều giao cho em giữ lúc nào em cũng khư khư đem bên người như giữ cái sinh mệnh thành ra bây giờ em với con nhàn trở thành đối tượng bị truy sát chúng em trốn mãi mới tới được đây chiều qua khi tới dịch quán em đã biên thư cho thầy em ở tổng bên kia sông dặn đúng ba ngày sau sẽ đến bến đò hậu lương đón em vậy nên chúng em mới mạo muội xin chị cho tá túc tại nhà giờ mà ra đường á cho chúng em chết mất đang nói đến đây thì bên ngoài ngõ có ánh đuốc bập bùng rọi tới quá hoảng sợ hai chủ tớ ôm bọc phải đứng nép vào cửa mắt dõi ra đề phòng thư lúc này mới trấn an không phải quan quân đâu chồng em đi đặt bảy đêm về đó sậu lúc này cũng đã đi vào đến sân đem cây đuốc vào trong bếp sậu rảo chân tiến ra lu nước mưa cạnh giàn mướp dục cái gáo định rửa mặt mũi tay chân mới múc gáo nước lên sậu giật mình khi nghe tiếng vợ gọi khe khẽ mình ơi mình nhanh vô em biểu sậu rửa nhanh mặt mũi đi dội lên hiên cất tiếng trêu chọc tôi mới đi một thoáng mà bu em đã nhớ không chịu được sao thế bu em mới nói đến đây sậu giật mình khi thấy trong nhà có hai người đàn bà đang nhìn mình bằng ánh mắt lo sợ sậu ngơ ngác hết nhìn khách lại nhìn vợ rồi hỏi đây là thư kéo tay chồng vào giáo rác nó ra sân rồi đóng sập cửa lại sau đó. Câu chuyện của mợ xanh được thuật lại một cách ngọn ngành. Nghe thủng hết mọi sự, sậu tỏ ra lo lắng ra mặt. Thế này thì, 9 phần 10 là lão tham quan kia cho người đến diệt gia để che giấu tội trạng rồi. Tình cảnh của chú tớ nhà chị đúng là ngàn cân treo sợi tóc. Quay nhìn vợ bằng con mắt nắng đo, sậu sực nghĩ đến một diễn cảnh kinh hoàng mình uh, tính cưu mang họ lại nhà hay sao việc này phải cẩn thận kéo rước họa vào nhà đấy đám quan quân thì mình còn lạ gì chúng nó chỉ cần du cáo cho hai người này là tội phạm chống phá triều đình đang cần bắt về quy án khi ấy vợ chồng mình có khi còn bị giả lây làng này đám lắm chuyện nhiều lắm biết đâu nó đi tố cáo thì chết cả lũ Thư cũng rùng mình khi nghĩ đến lời chồng nói trong thoáng giây nào đó. Cô thầm trách bản thân quá sốc nổi, làm việc dựa trên tình cảm. Nhưng bản tính Thư vốn vô cùng thiện lương, thấy cảnh khốn cùng mà bảo ngó lơ thì cô không đành lòng. Ngó thấy hai chủ tớ rúm ró tội nghiệp, cô dội quay sang chồng thuyết phục. Mình à, họ đã lâm vào bước đường cùng rồi, chả nhẽ mình trơ mắt ếch nhìn họ bị đám ác ôn kia hại chết. Một khi để đám ấy biết được tất, thứ chờ đón chủ tớ họ là cái chết mà thôi. Huống hồ gì, mở ấy còn đang có chữa. Cổ nhân đã dạy, cứu một người phúc đặng hà sa còn hơn xây bảy tòa tháp đó. Mình cố nghĩ cách nào đi mình. Sậu bần thần ra mặt rồi trầm ngâm rất lâu, sau cùng dội nói hai chủ tới nhà chị ở trong nhà tôi thì dứt khoát không được nhưng mà đuổi hai người đi thì đúng thật là tôi cũng không đành lòng hay là tôi tính thế này chị xem có dẹn cả đôi đường không nha ở sau nhà tôi có một bãi chuối quang, trong đó có một cái chòi cái chòi đó thì tôi đã dựng hai năm nay tuy là rách rưới tồi tàn nhưng khả dĩ là cái nơi ẩn thân rất tốt Chủ tớ nhà chị hãy tạm trốn ra đó. Đến bữa, nhà tôi sẽ đem cơm nước ra. Tôi sẽ đem sẵn ra đó một cái thuyền nan neo gần mép sông. Hãy thấy có biến thì cả hai leo lên thuyền rồi chèo đi. Như thế là an toàn nhất. Mợ xanh và đứa hầu gái nghe thấy thế thì dội quỳ xuống, giái sậu như tế sau. Sậu bối rối, đỡ cả hai dậy rồi dục việc gấp lắm rồi, đừng ở đó mà giái lại nữa. Cứ y lời tôi phân phó mà làm, giờ tôi sẽ đem cái thuyền nan ra đó ngay. Bãi chuối này không có ai bén mãn tới đâu, nhưng mà đề phòng giản nhất, có sự nguy ngập ập đến, cả hai nhất định không được thắp đèn đốt gì, cứ nương vào ánh trăng là đủ. Mợ xanh dội kéo tay sậu lại, nước mắt vàng dụa, giọng nói ngàn ngàn. Lạy anh, ơn nước trời biển của anh Chị chủ tớ em xin cắn cỏ ngậm dành Nhưng xin anh hãy nán lại nghe lời em bột bạch Vừa nói mở xanh vừa mở cái tay nải ra Mới thoạt nhìn vào trong, vợ chồng sậu và con hậu gái đã sững sờ khi thấy ngoài một tấm giấy dầu được buộc cẩn thận còn một đống vàng rồng, ước chừng lên tới cả chục thỏi cùng với đó vàng cốm đựng đầy trong ba cái túi gấm màu nâu. Từ thuở cha sanh mẹ đẻ tới giờ, chưa bao giờ vợ chồng sậu thấy số vàng nhiều đến thế. Nắm lấy một nắm vàng cốm, mợ xanh dúi dội cho thư và bảo. Xin anh chị hãy cầm lấy số vàng này, coi như là chủ tớ em trả tiền cơm nước. Thư dãy nảy phản đối. Xin chị nhận lại đi, vợ chồng em cứu chủ tớ chị xuất phát từ cái tâm vàng này chúng em không cầm được bỗng tay chết Mỡ xanh nặng nặc gian nài em lại chị anh chị đã không sợ hiểm nguy cư mang chúng em lại còn lo cơm nước và tính đường thoát thân em thì em sợ báo đáp không đủ qua cái nạn này nhất định em sẽ còn quay lại trả ơn cứu tử đùn đẩy qua lại mãi cuối cùng Thư đành cầm số vàng đó dù chẳng đành lòng. Vậy là y như giao hẹn, hai chủ tớ tới trú thân tại cái chòi ở bãi chuối quan sau nhà. Cứ tầm giữa trưa, Thư sẽ trực tiếp đem cơm ra vì sợ ta dách mạch rừng. Thư chỉ để bọc cơm cạnh chòi rồi đi thẳng vào nhà ngay chứ không đứng lại trò chuyện. Hai chủ tớ bên trong chờ cho im ắng mới dám ra lấy cơm rồi ngày đêm đều đóng cửa im im không dám bén mảng đi đâu cho đến ngày thứ ba ngày cuối cùng trước khi hai chủ tớ rời tới bến cầu hậu lương như hẹn định hôm đó như thông lệ thư cũng gói nắm cơm vào trong bọc lá chuối sau khi dò xét xung quanh và chắc rằng không có ai nhà cô mới lật đật đem cơm ra chòi cho hai chủ tớ nhà kia ra tới nơi cách tầm một đoạn, thư giật mình khi thấy bọc cơm hôm qua vẫn nằm nguyên ở vị trí cũ. Cơn mưa lớn đêm qua làm bọc lá gói bên ngoài bị dặn xé tanh bành, cơm trắng văng tứ tung ra nền đất ẩm. Vậy là rõ ràng hôm qua hai chủ tớ này không ra lấy cơm. Thư bần thần ra mặt rồi khẽ lẩm bẩm. Quái lạ, mợ ấy bảo đêm nay mới dời ra chỗ hẹn để sang sông. Sao giờ này cơm nước còn chẳng ăn Hay là họ đã rời đi rồi Thôi đúng là vậy rồi Đang tính ra tròi xác nhận Đột nhiên Thư giật bắn mình Khi nghe tiếng gọi quai quái vọng tới ở nhà trên Thư dội ném bọc cơm trong tay xuống đất Thư rảo chân chạy lên xem ai tới tìm mình Lên đến nơi Thư nhận ra Người vừa lao vào sân mình là bạc Kháng Thư sốc lại tinh thần, dội hỏi Bác Kháng hả? Có sự gì mà bác chạy như ma đuổi thế? Bà Kháng lao tới bên Thư gập bụng, thở chối chết. Mấy giây sau mới liên mồm bảo Ôi giời ơi, giờ này mà mày còn bình chưng như vậy thế? Phỏng về làng ngay, con Thái chị mày có chuyện rồi. Thư nhìn bà Kháng chầm chầm rồi thủng thẳng hỏi có chuyện gì mà bác cứ gào ầm cả làng cả tổng lên như thế? Chị Thái cháu làm sao? Bà Kháng hỗn hển nói, nó chặt cây, bị cây đè nát biết cả cánh tay ra rồi kìa. Tao đương ngồi ở bến sông thì nghe người nhà mày sang báo tin. Đúng lúc thằng sậu chồng mày ở đó nên nó đi sang đó đi trước rồi. Nó nhờ tao chạy về báo cho mày đó. Thư giật thoát mình, túm dai bà Kháng hỏi dồn dập. Bác nói cái gì? Chị cháu, chị cháu bị làm sao? Bà Kháng gạt tay Thư ra rồi gào lên. Nó chặt cây bị nát tay rồi, về làng ngay đi. Nghe đến đây, Thư cả kinh chạy dục ra cổng nhằm hướng đầu làng nơi có bến đò mà cắm đầu lao đi thục mạng. Suốt bảy ngày sau đó, hai vợ chồng Thư túc trực ở làng bên, trông coi người chị quá chồng Đến ngày thứ 8 khi con trai bà Thái đi buôn bán xa về tới nhà Cả hai mới bảo nhau ra về Về tới nhà vì suốt 7 ngày tận tâm tận lực chăm sóc Thành ra ăn uống qua loa Hai vợ chồng đã đóng cửa đi ngủ thân thể mệt rũ cộng thêm từng làn gió mát rượi Thổi sọc về từ hướng cánh đồng làm giấc ngủ càng sâu hơn Thời gian tịch mịch, cứ thế chậm chạp trôi qua cho đến khi tiếng mỏ cầm canh kết thúc báo hiệu nửa đêm cũng là lúc thư choàng tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài ngó ra màn đêm thâm u mờ trăng thư khẽ trở mình nằm nghiêng mặt ngó ra cửa sổ nhìn lên sân trước thấy cổ họng khát cháy thư tính ra nhà ngoài tìm nước uống nhưng đang tính chống tay ngồi dậy thư chợt chết khiếp, khiếp khi thấy có bóng người đi lướt qua cửa sổ. Dưới ánh trăng trắng ngà, người đó lướt qua rất nhanh, không hề phát ra bất cứ tiếng động nào. Thư ú ớ cứng họng, mặt chuyển sắc tái xanh. Một cảm giác rờn rợn, xâm chiếm đầu óc, làm tứ chi bủng rủng. Theo bản năng, khi gặp phải một thứ gì gớm ghiếc, thư run rẩy kéo chăn phủ lên mặt và nhắm nghiền mắt lại chờ một lúc khá lâu thu hết can đảm cô mới từ từ kéo thật chậm mép chăn xuống và mở mắt nhìn ra bóng người không còn ở đó nữa thư thở mạnh chống tay tính ngồi dậy nhắm mắt lại và tự nhủ đúng là mình quán gà thiệt thư cố gắng nghĩ dậy để nhằm trấn an bản thân vì cảm giác rờn rợn vẫn bủa dây để cho bớt lo lắng thư giới tay lại, tính đánh động chồng, trong khi đôi mắt lạc thần vẫn dán chặt vào cửa sổ như cảnh giác. Nhưng còn chưa kịp lay chồng thì một lần nữa, thư lại thấy bóng người với dành nón sùm sụp, đi lướt qua ngay ngoài cửa sổ khiếp đảm hơn cô nhận ra đó là một người đàn bà mặc quần đen áo cánh nâu màu đậm trên vai là chiếc tai nải giống hệt mỡ xanh lúc lên xin ở nhờ trong khi thư còn chết chân tại chỗ thì bất thình lình có hai bàn tay trắng muốt từ sáu bức tường thò lên nắm chặt lấy con sông gỗ mười ngón tay khô gậy ấy hiện rõ mồn một dưới ánh trăng cách tầm mắt cô non chục bước chân. Cùng lúc đó, một gương mặt phình to như cái thớt bất chợt trồi lên rồi lại thụt xuống với tốc độ cực nhanh. Hình ảnh kinh dị ấy đập trọn dạng vào mắt Thư, đem theo nỗi khiếp đảm cùng cực. Thư khiếp hải rú lên âm thanh quá lớn, khiến sậu cũng phải dùng dậy. Mặt sậu tái xanh, hai mắt trợn trắng, tim đập loạn nhịp. Quảng hốt, quay sang thấy vợ mình mồm miệng há hốc toàn thân co rúm với ánh mắt nhìn chầm chầm vào ô cửa sậu hốt hoảng vừa lay vợ vừa hỏi vì thế mình có chuyện gì thế sao lại hét toáng lên thư bấu chặt lấy tay chồng mắt vẫn không rời ô cửa cô khóc nấc lên nói không ra lời sậu xoay hẳn vợ lại lặp lại câu hỏi bằng giọng lớn hơn vì thế mình có chuyện gì sao hét toán lên giọng nói trầm trầm của chồng khiến thư mũi lòng khóc nấc lên ma trời ơi có ma nó đứng bên ngoài nhà mình đó sầu xanh mặt nhìn theo hướng tay vợ chỉ và dội vàng ngắt lời mình bảo sao có ma sậu vừa dứt lời thì thư dội ngẩng lên nhìn chồng và khẩn khoản nói đúng rồi mình ơi em đương ngủ thì giật mình thức giấc thấy khát nước quá nên em mới tính đi ra nhà ngoài nào ngờ đâu em thấy có bóng người lướt qua em cứ ngỡ là ăn trộm nên em mới tính gọi mình dậy nhưng mà chưa kịp gọi mình thì em thấy cái đầu nó trồi lên Thầy mẹ ơi Cái mặt nó như cái thớt nghiến Em hãi lắm Em mới hét lên đó Sợ bán tính bán nghi Dội bước xuống giường Đi thẳng ra chỗ cửa sổ Rồi giáo giác Nhìn ra khoảng sân trước và hai bên hông nhà Vẫn ngập trong ánh trăng mờ Không gian bên ngoài Nếu không tính tiếng rã rít của giấy kêu Tiếng có két của thân tre già gặp gió Thì hoàn toàn tịch mịch màn sương trắng văng văng mọi ngóc ngách càng làm đêm trường chìm trong một cảnh giác cô liêu để vợ đỡ sợ dẫu giới tay đóng chặt hai cánh cửa sổ cài chốt thật kỹ trước khi quay lại giường thấy vợ vẫn co ro một góc sậu nhún vai bảo tôi đã nhìn hết lượt rồi làm gì có ai đâu nhà mình thì có cái gì để ăn trộm mò vào cơ chứ tôi thì tôi nghĩ là mình nằm mộng rồi tưởng tượng ra thôi. thư xanh mặt nhìn chồng giọng nói vẫn chưa tròn vì hơi thở nghẹn ứ trong cổ họng. mình có 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 thấy thấy gì bên ngoài không? sầu ôm vợ vào lòng an ủi thấy gì là thấy gì làm gì có ai ở ngoài đâu. thư rút đầu vào ngực chồng phân trần trời ơi rõ ràng hai lần em quay qua đều thấy có người đi lướt qua cửa sổ nhà mình nó còn bám hai cái tay lên cái sông gỗ rồi thò đầu lên bắt gặp ánh mắt em nha, nó vội rụt xuống ngay á nhưng mà mình ơi em thề với mình là mặt mũi nó dị dạng lắm cứ phình ra như cái cán xây bột ép mỏng vậy Ma đó mình sực nhớ ra điều gì thư vội đẩy chồng ra rồi hồ nghi suy đoán mình ơi sao mà em em nom nó giống người đàn bà tên xanh đó, tới tá túc nhà mình lắm nó cũng bẩn áo cánh nâu đầu đổi nón mê dai khoét tai nải sậu bần thần ra mặt mấy bữa rài chăm sóc chị thái mình không nhắc thì tôi cũng quên bẵng đi chắc giờ này chủ tớ nhà họ cũng sang sông an toàn rồi. Thư thở dài. Sang tới ngày thứ ba nha, lúc em đem cơm ra thì hình như là họ đi rồi. Tính đến nay cũng tám ngày rồi. Khổ thân, cũng mong là họ an toàn trên đường. Mà mình, ra rót cho em cốc nước đi, em sợ quá à. Sợ động viên vợ nằm xuống rồi ra ngoài rót nước quay trở vào buồn, sậu chủ động dặn sáng ngọn đèn hơn để vợ đỡ sợ, sau đó chui vào trong nằm. Cả hai nằm bên nhau, im lặng không nói tiếng nào. Giả giờ đã ngủ, nhưng mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng. Một lúc sau Thư ngồi dậy, tựa lưng vào vách Đoạn quay sang, lây chồng và hỏi nhỏ. Mình, mình chưa ngủ sao? Sổ lắc đầu, Mất giấc rồi, cố mãi không ngủ lại được. Thư đâm đâm nhìn ra cánh cửa sổ, hướng ra giường sau, rồi thì thầm. Mình nè, sao em em ngửi thấy cái mùi gì? Thối lắm, cứ như là ở sau nhà mình có xác chuột chết vậy á. Sậu định thần, khịch khịch mũi, cánh cửa sổ nhìn ra giường sau đóng kín từ tối giờ nhưng qua kẻ hở trên ô cửa gió đêm đưa về một thứ mùi thối quắc làm sậu khẽ nhăn mặt lần thứ hai dùng dậy sổ chập lấy cây đèn dặn thư mình nằm đây để tôi ra tôi coi có con gì nó chết không mà sao hôi thối quá thư ngần ngại một chút rồi nói ừ, uhm, vậy em đi với mình luôn em không dám ở lại một mình đâu ghê lắm Sậu đồng tình và dục vợ đi ngay. Lò dò tiến ra nhà ngoài, sậu đưa tay mở then cửa và bước ra hàng hiên. Thư cũng nem nếp theo sau chồng. Vừa dòng ra hông nhà thì một bóng đen lao dục qua đầu. Hai vợ chồng đoạn gào lên ba tiếng ai quán. Đó là tiếng của con cú mèo khốn kiếp làm hai vợ chồng quảng kinh. Cái đèn dầu trong tay sậu suýt nữa thì rơi xuống cố gắng sốc lại tinh thần hai vợ chồng dựa vào ánh đèn nương theo con trăng dựa vào khứu giác để xác định nơi phát ra thứ mùi hôi khắm này và bước chân của cả hai dần dần tiến tới căn chòi tồi tàn nằm ở bụi chuối cặp mé sông mình nè uh, khéo lại có con chuột chết trong đó như cái đợt trước nha thư thì thầm bên tai chồng trong khi sậu lặng im nín thở vì thứ mùi càng lúc càng nồng nặc hơn bán tính bán nghi sậu lấy chân đạp cánh cửa tồi tàn rồi dọi ngọn đèn vào gần như ngay lập tức cả hai ngã ngồi ra sau mờ miệng ú ớ hai mắt tái dại gai ốc nổi toàn thân thiếu điều dở tim chết ngay tại trận và gần như cùng lúc hai vợ chồng gặp bụng nôn ra mật xanh mật vàng bởi lẽ trong lòng chòi bày ra một cảnh tượng quá mức kinh dị qua hai cặp mắt đang nhòa đi vì nước sau một trận nôn mửa hai vợ chồng khiếp đảm khi thấy một xác người lõa thể nằm chết lù lù ở đó một số bộ phận trên cái xác đang trong quá trình phân hủy mạnh từ mũi miệng hai hốc mắt hai lỗ tai và ổ bụng nhân diện thật sự không thể nhận ra là ai nhưng mới thoạt nhìn qua cái dòng cẩm thạch màu xanh nơi cẳng tay. Thư đoán chắc người này là mỡ xanh. Người đàn bà bụng chữa đã tá túc ở nhà cô đêm nào. Vậy là không còn nghi ngờ gì nữa, thứ mùi thối khắm nồng nặc mà ban nãy cả hai ngửi được chính là mùi xác người chứ không phải chuột bỏ gì. Thư kinh khiếp nói không thành lời, trong khi sậu xé nhanh manh áo quấn quanh mũi rồi cứng rắn tiến vào trong qua quan sát sậu thấy rõ trên thân thể cái xác còn để lại rất nhiều vết thương do vật nhọn gây ra sậu đi dội ra ngoài tiện tay đóng nhanh cánh cửa chòi lại để đỡ đi thứ mùi khấm khú đó cũng như phần nào che đi cảnh tang thương kéo vợ ra một đoạn xa sậu run run bảo chết rồi mình à đúng là người đàn bà tên xanh ấy không thấy cái tai nải đựng vàng đâu trên thân lại có rất nhiều vết thương như là bị dao đâm tôi đoán mười phần là do đứa hầu gái gây ra ngừng một giây sậu phân tích ngay từ lúc thấy chị xanh mở cái túi nải ra tôi đã thấy con hầu gái thay đổi sắc mặt rồi nó còn lột hết quần áo của chị ấy chắc là để tìm xem trên người còn vàng bạc gì không đó. Tai thư như ù đi trong khi đầu óc choáng ngợp trong nỗi kinh sợ tột đỉnh. Phải mất mấy giây sau cô mới run rẩy nói. Mình ơi, bây giờ phải làm sao? Hay là báo đám ông cai để ông ấy cho Tuần Đinh đến điều tra? Sậu băng khoăn ra mặt rồi dội cản. Không được mình à, chị ấy chết trong cái chòi nhà mình dở mà mình báo đám thằng cai thì mình không phải đầu cũng phải tai huống hồ gì tôi với thằng cai làng này còn thù hằn nhau nó trả nhân cái nạn này rồi đổ sống cho mình thì chết thư hổn hển hỏi trong hơi thở ứ nghẹn thế mình bảo bây giờ phải làm sao là mạng người đó chẳng phải con gà con chó gì đâu lớn chuyện lắm Sợ tính toán mấy giây rồi dục chị ấy mất rồi vợ chồng mình á đã giúp chị ấy lúc còn sống thì hà cớ gì không giúp cho chị ấy nắm mộ dùi thay nhanh lên lên nhà lấy cuốc thủng xuống đây cho tôi mình phải làm nhanh kẻo đứa nào nó thấy thì chết chớ đem cả cái chiếu xuống đây nha Đợi cho vợ đem những thứ cần thiết xuống, sậu quấn lại cái khăn quanh mũi, túm lấy cái chiếu cói và lao vào trong chòi. Trong khi thư đứng bên ngoài, canh gác, sậu bắt đầu gom xác chị xanh, cho vào chiếu. Có những đoạn thịt thối rửa, khi bốc lên thì rơi lá chả. Hì hục một lúc, sậu cũng đã gom được thi thể vào chiếu, dù không toàn dạng hình hài sẵn có sợi dây thần trong chòi sậu đem trói nghiến cái chiếu lại đoạn lao dội ra bên ngoài bên ngoài trời vẫn ngập trong một màu trắng đục vì làng sương đêm vẫn mờ mờ bao phủ chỉ khác một điều là gió hình như mạnh bạo hơn mấy tàu lá chuối cũng vì thế phát ra tiếng xào xạc lớn hơn chộp lấy cái cuốc trong tay vợ giáo giác nhìn quanh sậu bằng với vợ sẽ chôn tạm xác chị xanh ở một khoảng đất gần mép sông chỗ đó tương đối khuất đất cát cũng mềm hơn khả dĩ diệt đào cũng nhanh hơn đơn giản và đỡ tốn sức nhất là khi thời gian đã đổ sang cuối giờ tí còn không nhanh tất bị phát giác khi ấy có nhảy xuống sông cũng chẳng rửa hết nỗi quan tình nhanh lên mình ơi kéo trời sáng mất. Thư quýu chân tay, bén gót theo bóng chồng một cách mãi mê. Cả hai đang xăm xăm tiến tới là đám đất mềm khuất sau khóm tre già mà sậu đã ngắm sẵn từ nãy. Sậu cắm cái cốc xuống chân, tháo nhanh mảnh vải đang quấn quanh mũi, rồi dục vợ bắt tay ngay vào công việc. Hai cái cuốc thi nhau đào xới, hất đất sang hai bên cả hai tái mặt hùng hục làm không ai nói lời nào gió càng ngày càng lộng hơn luồn qua hàng trăm gốc chuối và rít lên từng tràn như giận dữ cảm tưởng âm thanh ấy như tiếng hồn ma than vãn trong đêm trăng hai vợ chồng đào xới gấp gáp như thế là phải vẫn biết giờ này là trời đang quá khuya quanh nhà cũng chẳng có bất cứ ai sinh sống Địa thế đang đào lại nằm sát mé sông, bao bọc bởi một bãi chuối um tùm. Nhưng biết đâu chẳng có ai đó vô tình chèo đò ngang qua đây rồi chẳng may họ thấy hai vợ chồng đang lúi húi đào xới giờ này thì rắc rối lắm. Đêm dài lắm mộng, cẩn tắc vô ấy nấy, thư và chồng hì hụt đào một lúc thì hình thành một quyệt mộ rộng cỡ hai chục thước bảy mươi cm sâu cỡ một bộ, gần mét bảy và dài cũng một bộ, đủ cho thân hình của cái xác trong chiếu. Thân thể sớm đã mệt rũ nhưng sậu chẳng dám ngừng lại. Nhanh lên mình ơi, quấn giải lên mũi rồi phụ tôi khiên cái xác ra nè. Thư chống cái cuốc xuống, xé nhanh mảnh áo quấn ngang mũi rồi dội dã theo chồng. Vậy là chồng một đầu, vợ một đầu cùng túm chặt cái chiếu tiến ra quyệt mộ. Theo mỗi bước đi, mùi mũ tanh thịt thối nồng nặc bốc lên. Ra gần đến quyệt mộ, đột nhiên thư rú lên, buồn rơi cái chiếu và ngã lăn ra sau. Nghe tiếng rú kinh hoàng của vợ, sợ hoảng hốt, đứng hết chân, mấy giây sau mới lao lại ra hiệu cho vợ nhỏ tiếng. Cũng may, quanh đây không có nhà dân, bằng không tiếng rú thảm thiết của thư có thể đánh động bất cứ ai sậu nói như rít lên cái gì vậy trời ơi muốn chết hay sao mà giờ này còn gào lên thư quảng hốt tay run run chỉ vào cái chiếu nói N nó mới dãy lên đó mình ơi sậu á khẩu quay nhìn cái chiếu cuốn xác rồi gắt nhẹ chết thối xác ra rồi dãy làm sao mà dãy nhanh lên đem đi chôn nhanh lên gần sáng rồi muốn chết cả lũ hay sao dù sợ run lẩy bẩy nhưng Thư cũng gắng gượng làm theo, thả cái xác xuống quyệt. Cả hai cuốn cuồn lấp nhanh đất cát, sau đó kéo nhau lên nhà trên. Trời đã tờ mờ sáng, chim chóc cũng đã rời tổ, cũng là lúc hai vợ chồng bạc mặt ngồi xuống hàng hiên. Một đêm với quá nhiều sự tra tấn cả về thị giác và khứu giác, làm hai người trải qua nỗi ám ảnh tột cùng. Đành rằng việc mình cưu mang người ta lúc khốn khó là việc nên làm Nhưng mà lần sau á mình cũng nên hạn chế nghe Mình thấy không? Đang yên đang lành Ách giữa đàn lại quàng vào cổ Lần sau cấm chỉ cho ai vô nhà này Mình nhớ đó Sổ nói bằng giọng chì chiết Rồi dục dở đi tắm Cả đêm vật lộn với cái xác Khiến mùi ngai ngái của thịt người Đã ám lấy đầu tóc quần áo thư cũng mệt nhọc đứng lên nhưng trong đầu chưa thể nào dơi đi nỗi sợ bẵng đi ba ngày sau thời gian khi ấy đã đổ sang giờ tuất tiết trời bên ngoài đã ngập trong một màn đêm âm u cơn dòng tố kéo tới ầm ầm làm khí đất bốc lên hơi nóng sấm giật chớp lòa nhưng mưa vẫn không rơi càng làm cho không khí oi ả thêm trải cái chiếu ở hàng hiên vợ chồng sậu đang ăn dở bữa cơm thì nghe tiếng gọi nhau ý ới vang lên ở con ngõ ngoài kia thấy náo động cả hai cùng buông đũa nhìn nhau rồi để cả cửa nẻo kéo nhau ra xem ra đến nơi đã thấy người làng tập trung quanh một triền sông cách đó độ ba chục thước dưới từng luồng gió khiến đám lao sậy đổ rạp đi một bên, mấy chục bó đuốc bập bùng soi sáng cả một khoảng. Ở hướng ấy, rất đông người đứng lố nhố, xì xầm bàn tán xôn xao. Nghe chừng dân gian lắm. Ra đến tận nơi để một sở thị. Đập vào mắt vợ chồng sậu là cảnh tượng cực kỳ kinh dị. Xác một người đàn bà bận bộ đồ tối màu bị chết đuối đang rập rình dắt vào đám lục bình cách đặng tre già rủ xuống con sông ngay bên cạnh chỉ độ bốn trượng đám người yếu bóng vía mới thấy cảnh này đã dạt ra xa trong khi đám cứng gan thì gắn ở lại phần chạy về báo cho cụ chánh liệu sự dưới tường ánh chớp rạch dọc ngang bầu trời đen thẳm thêm ánh sáng bập bùng của mấy chục ngọn đuốc dội ra xác kẻ đó đang rập rình theo mỗi tiếng sống dội dào cụ đồ chí nhát qua thì phán một câu xanh rờn nằm ấp xác đàn bà rồi không sai đâu đúng lúc đó đám cụ chánh nghe tin cũng tức tốc kéo ra tới nơi sau một lúc bàn bạc cụ lệnh cho hai tuần đinh chúng mày lội xuống kéo cái xác người ta lên đừng để ở đó bệnh dịch lại hoành hành thì khổ cả cái làng này. Hai gã tuần đinh dè dặt nhìn nhau, sao cũng phải tuân lệnh vì không dám trái lời. Một kẻ cởi nhanh quần áo, chỉ mặc, đọc một cái khố mỏng và chầm chậm lội xuống mé bờ, nơi có làng nước sông đen đặc, đón lấy từng sợ thần từ tay gã còn lại. Gã này bơi dòng ra cạnh cái xác chết, rồi dắt sợi dây thần qua cái tay đoạn nhẹ nhẹ kéo vào bờ kẻ còn lại đã chờ sẵn ở mé bờ giang tay bê cái xác đó rồi gồng sức trở lên mới mòn men lên được đến thảm cỏ thì nghe đánh bịch một cái cái đầu kẻ đó có lẽ ngâm nước lâu ngày nên rụng xuống đất thứ mùi thối khắm xộc vào không khí theo từng làn gió thổi từ sông lên vô tình khiến đám người còn nán lại ai cũng bất giác lùi lại sau và đưa tay bịt miệng điều kinh hãi nhất là cái đầu xác chết lăn lông lóc một đoạn và dừng lại ngay trước chân vợ chồng sậu quá khiếp đảm thư kéo chồng lùi lại sau cái xác trương phình được đặt trên một cái chiếu cói ai đó đã trải sẵn dưới ánh đuốc bập bùng làn da xác chết xanh bủng khóe miệng ốc ra, dòng nước sông đen ngòm tỏa ra một mùi tanh tưởi cực độ. Hai con người xác chết lồi ra, trợn trừng. Một trong hai kẻ kia bê cái đầu, ráp lại vị trí gần cổ, rồi xanh mặt đứng đợi lệnh. Một cụ già chống gậy trúc, rẽ đám người đang tụ tập mỗi lúc một đông, tiến lại nhìn cái xác, rồi định thần, hồi lâu mới phán rằng không phải người làng này chắc là dạt về ở thượng nguồn rồi xem này trên thân chi chích vết gì giống như là vết dao đâm chắc là bị hại chết rồi ném xuống sông đó sau cơn nôn thốc nôn tháo thư quản hốt bấu lấy tay chồng rồi trừng trừng nhìn ra ngay khi đối diện gương mặt tím tái của người chết thư đã ú ớ vì nhận ra ngay đó là con hậu gái theo hầu mợ xanh qua nốt ruồi trên mặt có lẽ nào sau khi hại chủ chiếm đoạt tiền vàng con nhàn dược sông và bị đám cướp bức hại chăng suy nghĩ ấy thư chưa dám nói với chồng vì việc cưu mang âu ừ, cũng diễn ra trong bí mật trong khi đó theo y lời cụ chánh hai gã tuần đinh lại lật đật khiên mang chiếu cói quấn cái thay đàn bà mà đem đi chôn dân làng cũng tản mát về nhà mặt mày ai nấy đều dấy lên một nỗi sợ về tới nhà thư đem suy đoán ấy nói hết với chồng và nhận được sự đồng tình của sậu thương cảm cho hai kiếp người tội nghiệp sậu chỉ biết câm nín nhìn ra ngoài màn đêm và cất tiếng thở dài thường thường cơm canh tối đó cả hai cũng bỏ dở luôn bẵng đi sau hai năm đời sống dân làng nói chung và vợ chồng sậu nói riêng vẫn bám theo nếp cũ duy chỉ có điều khác đó là hai vợ chồng đã có với nhau đứa con đầu lòng đặt tên là bảnh cũng trong thời gian đó trong làng này có hai cái chết rất đổi kinh dị hai cái xác này cổ chung một cành cây lúc dân làng phát hiện ra thì xác đã cứng lạnh đó là cái chết của anh beo con trai độc nhất của ông lãng và chị la con gái lớn của gia đình ông khiêm khởi nguồn của việc này là hai gia đình ngăn cấm việc quen biết nhau trong lúc nghỉ quẩn cả hai đã bảo nhau thắt cổ chết ba ngày sau đám tang trong làng có nhiều tiếng to nhỏ với nhau về tiếng khóc dằn dặn vào lúc tối trời không biết từ đâu tiếng khóc ấy cứ vang lên vào mỗi tối bọn trẻ con như thằng bảnh nghe thấy vậy ban đêm thường lủi mất chẳng thấy tâm hơi chúng sợ vì nghe người lớn nói với nhau đó chính là quan hồn của anh beo và chỉ la chết quang, khóc than thở về cuộc tình ngang trái Tiếng khóc bên bờ sông khiến cho vợ chồng sậu đâm ra khó ngủ. Cái cây xoan đào nơi hai người thắt cổ chết nằm cách nhà vợ chồng sậu không xa. Thành ra tiếng khóc ai quán hàng đêm vang lên rất rõ lắm. Hôm bực mình, vợ chồng sậu tìm gặp ông lãng hỏi cho rõ. Nguyên do, dù sao hai đứa cũng đã chết, vì khóc thương mãi cũng chẳng có ích gì. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, ông lãng cha của anh beo cũng ngạc nhiên không kém có thể tiếng khóc ấy vang lên từ bên kia con sông nơi có nhà ông khiêm cha ruột cô la vợ chồng sậu lại chèo chống sang nhà ông khiêm nhưng ông khiêm cũng chối bay bẫy cho rằng tiếng khóc ấy từ nhà ông lãng giang đến vợ chồng sậu cùng nhìn nhau như vậy là đã rõ mười mươi là tiếng khóc của hai đứa rồi thư run cả người khi nghe chồng nói thư rất thương hoàn cảnh của đôi trai gái trẻ nhưng ma thì vẫn sợ sau cùng dân trong làng phải mời một thầy cúng cao tay về trấn yểm hai ngôi mộ nhưng tiếng khóc ai quán ấy vẫn cất lên cho đến đêm định mệnh ấy thì cả làng mới phát hiện ra Tiếng khóc ấy không phải xuất phát từ chỗ cây xoan đào nơi hai người thắt cổ chết mà là từ bãi chuối quang sau nhà sậu. Thậm chí có người còn thấy một bóng trắng thoát ẩn thoát hiện như ma. Những tin đồn ấy tới tai vợ chồng sậu làm Thư rất sợ hãi. Đêm Thư nằm bên chồng Thư thủ thỉ. Mình ơi! Có lẽ nào là quan hồn của người đàn bà tên xanh, cái người mà vợ chồng mình làm phúc cưu mang, rồi lại đắp cho nấm mồ ở bãi chuối quang đó. Sậu âm thầm động viên. Mình nói vậy sao mà nghe được? Dạo ấy vợ chồng mình cưu mang chị ta, lại cho cơm canh, cho nơi tá túc. Cái chết của chị ấy, trăm phần trăm là do con hầu gái gây ra mà nó thì cũng đã trả báo rồi mình làm phúc xây mồ đắp mã cho chị ấy theo lý mà nói chị ta phải phù hộ độ trì cho mình hà cớ làm sao mà lại hiện lên trêu ghẹo mình này nha mấy năm nay có làm sao đâu tự nhiên lại vậy mà tôi đoán chả phải đâu quanh khúc sông này người chết dạt vào có mà tới hàng chục chắc là các cô hồn quạnh tử ở chốn nào thôi đương là tháng mở cửa mã mà ma quỷ nó hiện ra là chuyện bình thường ngừng một giây sậu trấn an vợ để sáng ra tôi mời sư thầy về trấn yểm quanh nhà mình đừng có lo nữa thư dụi đầu vào người chồng rồi im lặng không đáp hôm sau y như lời nói sậu thỉnh sư trụ trì về trấn yểm quanh nhà sau đó mới yên tâm quay lại nếp xưa sinh sống nhưng cũng sau lần trấn yểm đó chẳng hiểu sao sậu luôn thường trực một cảm giác rất lạ lẫm trong một trực giác mơ hồ nào đó sậu cảm nhận có ai đó luôn bám theo mình bất kể ngày hay đêm và hình như càng về lúc đêm muộn thì cảm nhận ấy càng rõ ràng dù mắt thường không thể nào nhìn thấu cho đến đêm hôm đó thư ở cùng thằng bảnh về bên làng ăn đám ma một người bạn cũ còn lại một mình ở nhà đêm nay sợ không đi thăm bảy đêm mà lại ra quán cháo đầu làng tính ăn cho xong bữa trời đã đổ sang giữa giờ tuất sậu lững thững bước trên con đường đất quen thuộc dẫn ra đầu làng. Hôm nay đã sang ngày 27 tháng 7 âm lịch. Đêm nay trời tối om như hũ nút. Trên con đường đất dẫn ra quán cháo đầu làng, một vài ngôi nhà tranh dách tất, hắt ánh sáng đèn cày le lói. Bên kia là dãy tre già nằm im liềm trong giấc ngủ đêm. Tất cả tĩnh lặng đến độ chỉ có tiếng chân sậu, lẹt quẹt đạp trên mặt đường. Chẳng những âm u tịch mịch, tiết trời đêm nay còn dặn mình trở lạnh. Làn sương mù văng văng mang theo cái lạnh làm sậu khẽ rùng mình. Trên người sậu chỉ mặc đúng một chiếc áo mỏng. Ngó nhìn cảnh vật dạng phần ảm đạm xung quanh, Sậu đút hai tay vào túi, khẽ buông một tiếng thở dài, rồi rảo bước về quán cháo của bà Tư ở đầu đường, cách cổng làng không xa. Ngó nhìn về hướng quán cháo, ánh đuốc mờ mờ, treo lơ lửng, gần gánh cháo đêm, hướng ra phía mặt đường. Sậu thấy mấy cái ghế đã được bày ra, thấp thoáng có thêm mấy bốn người đang ngồi phía trước quán mấy bóng người ngồi râm rang tán chuyện làm không khí dơi đi phần nào u ám. Quán cháo của bà Tư tọa lạc tại một địa thế rất quái dị. Cũng chính vì thế mà đám trai đinh trong làng thường trêu chọc rằng quán bà Tư là quán cháo âm ti. Cò ro tiến lại cái chổng tre kê sẵn. Sậu nhận ra người ngồi đó là ông Phước. Ông Phước năm nay ngoài ngủ tuần là thở bắt rắn trong làng. Chào hỏi nhau dăm ba câu, sậu nhập bọn với ông Phước luôn. Ông Phước hỏi. Ủa, nhà sậu, bộ vợ mày, nó bị lãng tai hay sao? Sậu đang nhùm nhòm, nhai miếng dồi lợn. Nghe ông Phước hỏi vậy thì bày ra bản mặt ngơ ngác đáp. Hà cớ làm sao mà chú lại bảo như thế? nhà cháu có bị lãng tai đâu Ông Phước trao mày bảo Thì à, sẩm tối Tao tính mượn mày mấy lạng hùng hoàng Về làm mấy mồi thuốc rắn Sang nhà mày Thì thấy cái cửa nhà đóng hờ Tao gọi mấy câu không ai thưa nên tính về Nào ngờ Ông Phước bỏ dở câu nói Rồi gấp miếng mồi Uống thêm cốc rượu Sậu sốt ruột hỏi dồn rồi sao hả chú? Sẩm tối nay cháu còn đương tắm ở sau nhà, chắc không nghe tiếng chú gọi. Ông Phước khề khà. Còn sao nữa? Tao thấy vợ mày đương đứng sau cánh cửa sổ nhìn ra. Tao gọi hỏi thì thấy nó bỏ vào buồn không đáp, nên tao đi về. Sợ ngơ ngác Chú bảo thấy vợ cháu Hay là chú nhìn lầm rồi ông phước khẳng định rõ ràng là vợ mày tóc nó dài ngang vai nè vòng võng cao bẩn áo tối màu nó đứng thập thò sau ô cửa sổ rồi nhìn ra nhưng có cái lạ là vợ mày còn đội nón đội thủ nhà ai đổi nón trong nhà bao giờ ngẫm lại tao cũng thấy lạ tao gọi ba câu nhưng mà vợ mày im ắng không có đáp nên tao đi về Sậu nghe tim mình nhói lên một nhịp vì Thư đã đưa con trai qua sông từ lúc trời còn đương nắng. Vậy bóng người trong nhà là ai? Sậu sững sờ, miếng dồi lợn trong miệng trở nên đắng ngắt. Tóc ngắn ngang dài, dông dỏng cao, đồ đội nón, mặc đồ tối màu. Dậu xanh mặt trong những suy nghĩ quan mang. Đêm đó, sậu tá túc tại nhà ông Phước lấy lý do đêm nay ở nhà một mình đâm chán nên rủ ông phước nhậu chơi vốn là kẻ nghiện rượu thêm việc sống một thân một mình nên ông phước chẳng hề từ chối hôm sau khi mặt trời sáng rõ sậu mới dám về nhà nhìn thấy thằng cu bảnh đang nghịch đất ngoài sân và thấy vợ đang ngồi nhẩm tính tiền siêu thuế sậu mới an tâm đi vào nhà câu chuyện ông phước thấy bóng người trong buồn, sậu giấu nhẹm đi vì biết vợ mình rất sợ ma bẵng đi mấy ngày sau cuộc sống lại quay về nếp xưa chẳng còn tiếng than khóc đêm khuya chẳng còn cảm giác có ai đó theo mình sậu đã cảm thấy an tâm hơn đêm đó sậu lại nai nịch gọn gàng thủ theo đồ nghề để vào rừng thăm bẫy như bao đêm đêm nay trăng thanh gió mát nhưng vắng vẻ quá đổi thường ngày dân trong làng hay tụ tập ở sân đình hóng gió thế mà nay chẳng thấy ma nào ngay cả quán cháo của bà tư đêm nay cũng không mở cửa hình như chỉ còn mình sậu là còn thức làng xóm tịch mịch và yên ắng quá đổi vào đến nơi đặt bẫy mới cách mấy trượng, sậu đã cả mừng khi thấy tiếng động rất lớn phát ra từ cái lồng sắt trong bụi cỏ. Cái lồng sắt này, sậu đã bẫy được rất nhiều con mồi đáng tiền. Trong thâm tâm, sậu khẳng định lần này chắc chắn trúng to. Cái lồng sắt rung lên dữ dội thế này, ắt hẳn bên trong đã dính con mồi lớn. Một tay nắm chắc con dao, tay kia sậu cầm chặt ngọn đuốc rồi dạch cỏ xăm xăm tiến tới nhưng mới gạt đám cỏ ngụy trang trên lồng sắt và mới rọi đốt xuống sậu liền kinh hãi thét lên rồi ngã ngồi ra sau ngọn đuốc trong tay rơi ra gặp dũng nước cảnh đó liền gian lên một tiếng xèo và tắt lửa bởi lẽ thứ mà sậu nhìn thấy không phải là con thú quan nào mà là một cái đầu người cái đầu người ấy già dẻ trắng như bọc sáp, hai mắt trợn trừng và cái lưỡi thè lè khỏi khoang miệng, vô cùng quái gở. Cái đầu với mái tóc rối bù đang không ngừng dãy đành đạch trong đó, trước con mắt lạc thần của sậu. Cái đầu đó chính là đầu của chị xanh, người đàn bà bụng chữa mà vợ chồng sậu đã cưu mang đêm nào. Một canh giờ sau, Thư đang ôm thằng cu bảnh nằm ngủ thì nghe rất đông tiếng chân người chạy tới sân. Quảng hốt, Thư bế con chạy ra thì thấy mấy người trong hiệp thợ săn đang cổng chồng mình về. Thư khiếp đảm, mở toan cánh cửa để đám người đặt sậu xuống cái chổng tre cạnh ngay bàn thờ. Thư khiếp đảm hỏi trong nước mắt. Ôi các anh ơi, chồng, Chồng tôi bị làm sao thế này Ông Kháng Một thành viên trong hiệp thợ săn Thở hồng hộc Mấy giây sau mới bảo Tụi tao đang phục con gấu dữ Thì nghe tiếng gào vọng tới Tưởng gấu giết người Chúng tao lao sang Thì thấy chồng mày nằm ngất xỉu ở đó Nên dội cổng về Mày coi khéo nó trúng gió trúng mấy gì thì bỏ mẹ Thôi chúng tao đi nghe Đoàn người trong hiệp thợ săn đi rồi, thư cũng cuốn cuồng cạo gió cho chồng, lại lấy lá trầu không, hơ nóng và xoa vào rúng, vào hai lòng bàn chân. Rất lâu sau sậu mới hồi tỉnh, mở mắt, còn chưa kịp để vợ căn dặn, sậu đã rú lên, quảng hốt, nắm chặt bàn tay vợ, sậu thở hổn hển hỏi vợ. Mình ơi, tôi đang ở đâu đây? Thư không hiểu chuyện gì đã xảy ra với chồng, chỉ biết từ ngày về làm vợ sậu, hiếm khi nào cô thấy chồng mình tỏ ra khiếp hãi như thế này. Sậu là kẻ cứng cỏi, đi đêm về hôm đã thành lệ, thậm chí có những lần thấy người làng vớt lên những cái xác chết thối ở sông, sậu còn chẳng nhíu mày lấy một cái. Vậy chứng tỏ việc mà chồng cô gặp trong rừng đêm nay Đã phải đã kích thần kinh sậu mạnh lắm Thư nắm chặt tay chồng Trấn an Mình đang ở nhà chứ đâu Sao mà lại ngất xỉu trong rừng như vậy Đã mong kháng cổng mình về đó Sậu quảng loạn Khi nhớ đến cảnh Đầu chỉ xanh dãy đành đạch trong lòng Cố gắng nén nỗi sợ Sậu lãng tránh Cho tôi một cốc nước nóng nghe con rắn đúng rồi con rắn nó lớn quá nó bự bằng bắp chân cũng may mà nó nó không mổ trúng tôi nghĩ lại mà cật gan tôi vẫn rét rung lên đây nè thư thương tình đứng dậy rót nước thấy chồng mình mặt mày tái dại thư khuyên hay là thôi mình ơi đừng có vô rừng nữa em lo lắm rủi chẳng may sợ méo mó nở một nụ cười trấn an vợ, sau đó lặng im không nói gì thêm, dục vợ đi nằm. Đêm đó, sậu không sao chợp mắt nổi. Cùng thời điểm ấy, làng này gặp nạn, hạn hán to, đồng ruộng khô cằn, đất đai nước nẻ, cây trồng héo rũ, xác sơ. Dù muốn hay không, đám đàn ông trong làng, trong số đó có cả sậu, cũng phải bám rừng để săn thú. Đời sống khó khăn là thế, nhưng chẳng làm thư lo lắng bằng việc dạo gần đây chồng cô gần như thay đổi 180 độ. Từ một người đàn ông luôn nói yêu vợ chiều con, đến nay sậu như biến thành người khác. Sậu không ăn chung mâm với vợ, không ngủ cùng giường, làm gì cũng lặng lẽ một mình và hay lẩm bẩm như nói chuyện với ai. Đã rất nhiều lần khi đi làm về, thư thấy chồng mình ngồi đực mặt bộ dạng thẫn thờ và nhìn ra bãi chuối sau nhà thư đã rất nhiều lần gặn hỏi căn nguyên nhưng lần nào sậu cũng lãng tránh thậm chí còn quát nạt vợ thằng cô bảnh bám cha là thế nay hãy thấy mặt sậu là nó lủi đi rất nhanh cả ngày cứ bám riết lấy mẹ một bước cũng không rời điều kỳ lạ là mỗi lần đến bữa cơm sậu đều bới một tô đầy, có ngọn, rồi bỏ ra hiên ngồi ăn. Lắm lúc vô tình, thư bắt gặp ánh mắt của chồng, quay lại nhìn, nhưng rất lắm lét, hệt như là kẻ gian vậy. Cho đến buổi trưa nắng cháy hôm đó, sau khi xúc xong mớ cá tôm, thư lên gốc đa gần triền sông tránh nắng, định bụng, chờ cho mát mới về nhà. Mới hạ mình ngồi xuống, thư vô tình tao ngộ với một ông thầy tạo, với gánh thuốc bắc trên vai có lẽ cũng đến gốc đa để tránh nắng thấy bầu nước thư đem theo bên mình ông thầy tạo ngỏ ý xin một ngụm là người rộng lượng thư cũng vui lòng mời uống xong ngụm nước thấy thư mặt mày rầu rĩ ông thầy tạo gặn hỏi căn nguyên sẵn chẳng có ai tâm sự và đang rỗi việc Thư đem mọi chuyện ra, tâm sự với ông thầy. Duy chỉ có việc ngôi mã sao bãi chuối là cô không kể. Vậy mà ông thầy mới nghe xong đã phán xanh rợn. Ngộ nói cái này nị phải lưu tâm. Sao nhà nị có một cái dông đàn bà chết lúc thai ngán nhược mặt. Chính cái dông ấy đang đi theo quấy quá chồng nị. Chẳng những nó muốn bắt chồng nị mà còn muốn bắt con nị đó sự này e là rắc rối to. Cái dông đàn bà này chết quan chết ức, tâm nó sanh hận nên khó chịu lắm. Ngộ đoán không nhầm thì nó đã quá quỷ rồi. Mới nghe đến đây, mặt thư đã đổi sắc. Chưa kịp lên tiếng cầu khẩn, ông thầy đã tiếp. Coi như ta trả ơn cho bầu nước vừa rồi. Bây giờ nỉ về nhà, đem một bộ quần áo mà chồng nị hay mặc ra đây để ngộ xin bùa cho nếu may ra thì chồng nị thoát khỏi tay ách suối quẩy thì đành nhờ vào phước phần của chồng nị thôi nghe xong thư toát hết mồ hôi lạnh cái dòng mà ông thầy phán chắc chắn là dòng mỡ xanh mà chính tay vợ chồng cô tán sau nhà chứ chẳng phải ai vào đây nhưng việc làm ấy xuất phát từ thiện tâm hạ cớ sao mà vong hồn ấy lại đòi bắt chồng cô? Thư gác lại những câu hỏi không lời giải, dội giả hành xử theo lời ông thầy, vì việc giải dông bây giờ cấp bách hơn. Đem bộ quần áo của chồng quay lại, ông thầy tạo gấp gọn, bỏ vào trong cái thùng thuốc rồi dặn. Ngộ sẽ tá túc tại nhà một cố nhân là ông Bạp Dương ở làng bên trong 7 ngày, vì việc sinh bồ này bắt buộc phải đủ 7 ngày mới xong. Đúng 7 ngày sau, nị tìm đường sang bên đó gặp ngộ Hậu hội Hữu Kỳ, thư hết lời cảm tạ rồi lật đật quay về, trong lòng cảm thấy vô cùng nóng ruột, nhưng nào ngờ, cái hẹn 7 ngày còn chưa tới thì chồng cô đã gặp họa. Bình thường sǒu vào rừng thăm bảy đến quá nửa đêm sẽ quay về vậy mà hôm đó sổ đi cả đêm đến tận tờ mờ sáng vẫn chưa thấy về cả đêm thức trắng trong lo âu lòng người vợ như thư đã nóng như lửa đốt sau khi gửi thằng cu bảnh cho một người hàng xóm trông coi thư tức tốc tìm đường vào rừng nhưng mới ra tới đầu ngõ thư đã rụng rời chân tay khi thấy một người trong hiệp thợ săn chạy thục mạng về phía mình kẻ ấy đem theo một tin dữ đó là sậu đã chết thư rú lên rồi lăn ra ngất xỉu đến khi tỉnh lại thư thấy mình đã nằm trong nhà xung quanh có rất nhiều hàng xóm mặt mày ai nấy đều buồn rười rượi thư như người mất hồn đờ đẫn ngoái ra gian nhà chính nơi đó xác sậu được đặt nằm trên một cái chiếu hoa đầu ngoẹo đi một bên mặt mũi vô hồn như cần cổ còn mấy vết thương rỉ máu thư thất thiểu bò lết đến bên chồng run run ôm chồng vào lòng tiếng gào thảm thiết lúc ấy mới vang lên trong một buổi sáng ảm đạm lộng gió nghe đám người trong hiệp thợ săn kể tảng sáng nay khi cả đám tập trung ở đầu dốc kế để băng rừng về làng nhân số còn chưa đủ chợt mấy người nghe thấy tiếng rú kinh hoàng vang lên ở hướng rừng trúc. Tá quả tam tinh, đám người hốt quảng, băng rừng, chạy tới nơi. Tới nơi đập vào mắt họ là một cảnh tượng máu me. Sậu nằm bệt dưới đất, máu tươi chảy ra thành dũng, đỏ lờm. Cổ bị kẹt cứng trong cái bẫy rập để săn lợn rừng. Cây bẫy có đôi càng cực kỳ cứng, mỗi càng lại có ba miếng sắt sắc nhọn có lẽ trong lúc thăm bẫy, sậu vô tình trượt chân để cổ lọt đúng vào bẫy và bị kẹp chết chăng. Đám người quảng hốt tìm cách gỡ bẫy ra thì sậu đã chết tươi. Bên trong gian nhà lúc này tiếng gào khóc đã cất lên ầm ĩ Dân trong làng kéo nhau đến, khen đặt dòng trong dòng ngoài. Đám ma đượm buồn cũng nhanh chóng được diễn ra xác của sậu được mấy người đàn ông trong làng tắm rửa thay đồ mới trong khi đó cổ bàn rạp bạc và đàn cúng tạm bợ cũng được bày ra một kẻ chạy ra sau nhà chặt một đoạn cây chuối đem vào để cắm chân nhang nhưng kỳ quái thay nắm nhang vừa mới thấp lên vừa cắm vào đoạn thân chuối thì bất thình lình xác sậu rung lên và trào máu họng không ngừng đám người làng mặt mày đều tái xanh. Sau cùng, đám ma vẫn diễn ra, nhưng chôn cất rất dội, vì ai cũng tin đó là điềm gỡ, không nên hoàng trong nhà quá lâu. Chiều hôm đó, sau khi làm xong cái lễ tam chiêu cho chồng, Thư nén lại nỗi đau, lao xuống thuyền và chèo sang làng bên hỏi thăm nhà ông bá Dương để tìm gặp ông thầy Tàu. Mới thấy mặt thư, ông thầy Tào đã đượm buồn. Bảo, xin nị chớ có đau buồn thêm. Thật ra việc này, ngộ đã đoán được từ trước. Khi đã tận mạng, tất phải dông. Nhà nị muốn an toàn thì tốt nhất nên dọn đi nơi khác sinh sống. Đừng nương lại căn nhà đó nữa. Cái dông đàn bà đó triệt để quá quỷ rồi. Thứ cho ngộ học đạo không tin, không có cách nào trừ được đâu nị cứ cố chấp ở lại thì đến lượt thằng con gặp quả đó. Chép miệng một hồi, ông thầy Tào đưa cho Thư một cọng dây ngũ sắc, bảo, nị đem về đeo cho thằng con trai. Cái dây này khả dĩ có thể bảo vệ nó qua cơn hoạn nạn. Ngộ chỉ có thể giúp được tới đây thôi. Từ biệt ông thầy về nhà, trong lòng Thư rối ren, trăm mối. Chồng mới mất, xác còn chưa ấm đất, đụng cái bảo đi thì đi làm sao đặng những nhịp chèo trong tay thư nặng nề hơn đem theo tâm trạng hoang mang cùng cực còn cách mé bờ không xa thư mệt mỏi đảo mái chèo cho chiếc thuyền xoay một vòng tròn để tính tìm nơi neo thuyền ngay lúc thư mới quay đầu đi tính lên bờ đi bộ để về thì lúc này trong lòng cô bỗng nhiên trạo lên một cảm giác rất lạ một cảm giác bồn chồn không yên nối theo trực giác mách bảo thư quảng hốt quay đầu nhìn lại về phía đuôi thuyền ngay lập tức cảm giác khiếm hãi xâm chiếm toàn thân từ lúc nào nơi đuôi thuyền có một bóng đàn bà bụng chữa đầu đổi nón mê ngồi lù lù ở đó trương mắt nhìn cô đăm đăm toàn thân người ấy mặc bộ đồ tối màu Người ấy khuôn mặt tím ngắt, cái lưỡi thè lè khỏi khoan miệng, hai mắt trắng giả, nhướng lên. Đó là mỡ xanh. Thư Hải hùng quá, quay đầu bỏ chạy như điên lên bờ. Mấy lần cô quay lại thì cái bóng người đó vẫn lấp ló ở đằng sau, những rặng cây lao sậy như đuổi theo cô. Mặt máu não của Thư như muốn dở tung, hai mắt cô mở to trừng trừng, đầy sợ hãi. Thư chạy như điên, thở hồng hộc như trâu kéo cài. Thư cứ lao bừa về một phía mà chẳng nhìn đường gì cả. Giờ này cô chỉ biết chạy và chạy làm sao để thoát khỏi cái bóng ma kia là điều tiên quyết. Tiếng côn trùng kêu loạn xạ. Bên dậy đường, ngay gần những ngôi mộ có hàng tá đom đóm lập lòe ánh lửa xanh. Trên một ngọn cây gần đó có một con quạ đang đậu trên cành Mắt nó sáng như sao, nhìn thư rồi kêu lên những tiếng động mang âm hưởng của riêng loại giống nó. Tiếng quạ kêu như tiếng gọi hồn, giọng về từ cõi nào thăm thẳm, làm thư càng thêm cuốn, như muốn hồn phải lìa khỏi xác vậy. Kia rồi, căn nhà hai vợ chồng sinh sống đã hiện ra. Thư lao vào nhà, đóng sầm cửa lại, rồi rung lập cập, không dám dừng lại, thư kêu sáng ngọn đèn dầu dù lúc đó trời chưa tối hẳn. Đến lúc này, cô mới tin lời ông thầy Tào kia là đúng, rằng vong hồn chị xanh đã quá quỷ và muốn làm hại người sống. Thư thầm trách quyết định năm xưa của bản thân. Làm ơ mắt quán đã đành, đã dậy còn vô tình hại chết người chồng đầu ấp tai gối. Rõ ràng vợ chồng cô đã đem cả tấm chân tình ra đối đãi cho ở nhờ, cho ăn cơm, đến khi chết lại chung cất đàng hoàng thì cớ sự sao lại hiện về ám kể đến đây bà sáu quyền nặng nề nói ngay trong đêm hôm đó con bé nó đem thằng con trai về ở nhờ nhà tôi nó chẳng dám qua sông nữa vậy mà sự chưa có dừng lại buồn một tiếng thở dài bà sáu quyền tiếp tục kể câu chuyện kinh hoàng Năm đó, sau khi đến tá túc tại nhà, Thư quyết định sau khi cúng xong cái lễ 49 ngày cho chồng, sẽ ôm con rời làng ra đi. Ngày cúng thất tuần đó, hàng xóm cũng qua phủ khá đông. Căn nhà gần 7 tuần không có hơi người, nhướng một màu âm u lạnh lạnh. Sư trụ trì hôm nay cũng có mặt làm lễ cúng bái. Nhưng đang trong lúc tiếng lúc cốc lanh kèn của mỏ chuông gian lên Đột nhiên thư giật bắn mình Khi nghe tiếng cười thay thế vọng tới từ bãi chuối quan sau nhà Quảng hốt mở mắt ra Cô ngơ ngác khi thấy sư cụ vẫn gõ mỏ tụng kinh Sau lưng có mấy người họ hàng vẫn chắp tay nhắm mắt Hệt như là tiếng cười khánh khách kia chỉ có mình thư là nghe thấy và đúng lúc đó cô mới ú ớ khi thấy thằng bảnh đã biến mất rõ ràng ban nãy nó còn đội tang trắng và ngồi bên cạnh cô thư đứng bật dậy khiến buổi cúng phải ngừng luôn đám họ hàng và ngay cả sư cụ cũng ngơ ngác ra mặt bản năng người mẹ mách bảo thư tái mặt lao ra sau bãi chuối và gào tên con ngay khi cách cái mã đất không xa thư thấy thằng cu bảnh đang đứng thất thần cạnh ngôi mã đất này đã bị mưa gió xói mòn làm thấp bằng mặt giường sau đó nó lầm lũi đi xuống mé sông tướng đi cứng nhắc như có người kéo đi dậy không con ơi bảnh ơi nghe tiếng gọi rất lớn thằng bảnh ngoái lại nhìn mẹ mình khóe miệng nở một nụ cười quỷ dị Liền sau đó, nó gieo mình xuống sông, mất hút trong làn nước đục ngầu. Thư lao theo nhưng đã quá muộn, đám người thấy cảnh ấy dội lao xuống mò tìm. Nhưng thằng bé bật vô âm tính. Vậy mà đến lúc chiều tối, sau khi một người đàn bà ra đó hú día gọi tên, lại đem quần áo của thằng Bảnh đốt ngay trên mép nước và đem gạo muối giải tứ tung, thì lạ lùng thay, cái xác nổi lên kỳ quái là cái xác nằm rất gần mé bờ. Đoạn đó dân trong làng đã cày nát mà chẳng thấy xác của thằng bé. Thấy xác con mình trắng bệt mồm miệng, đút nút bùn non, thư như phát điên phát dại, dùng lên như một con thú quang, thư chạy sọc vào nhà. Rất nhanh sau đó quay lại với một cái cốc và một can dầu hôi Trước con mắt hoang mang của dân làng, Thư không ngừng hùng hục quất xuống một mô đất bằng phẳng, không có cỏ mọc. Đám người làng càng thêm thất thần, khi thấy Thư moi lên từ dưới đó một bộ cốt đã xỉn màu. Dù rất hoảng sợ, nhưng chẳng ai dám cản lại vì Thư lúc này gần như phát dại. Bộ cốt mới moi lên, Thư đổ hết can dầu hôi xuống và châm lửa, vừa làm vừa buông tiếng rủa xả đầy quán hận nhưng đúng lúc đó trời nổi giông tố rất lớn sấm giật đùng đoàn chớp giật chói lòa mưa ầm ầm trút xuống từng cơn vũ giả cả đám chuối hoàng dặn mình nghi ngã trong phong ba đám dân làng khiếp đảm mạnh ai nấy chạy chỉ còn mình thư vẫn không ngừng dùng cuốc băm bổ xuống bộ cốt đã bị mưa dập tắt lửa đúng lúc cái cuốc dung lên lần thứ ba một luồng sét đánh trúng thư khiến cô lăn quay ra, luồng sét đánh thư cháy đen người, chết ngay tại chỗ. Ngay sau đó, luồng sét thứ hai đánh trúng một cây cổ thụ, làm nó bị xẻ, làm đôi gốc cây bật tung lên, vô tình để lộ cái tai nải còn chôn ở dưới đó. Cái tai nải bên trong có rất nhiều vàng, đó là của mợ xanh không phải sậu, không phải con hầu gái tên nhàn mà chính là thư. Dạo cái đêm định mệnh ấy, ngay khi thấy số vàng, người duy nhất đã nổi lòng tham là thư. Ngoài mặt, thư luôn tỏ ra là người điềm đạm, mở miệng là nói nhân quả. Nhưng trong thâm tâm lại là kẻ tham tàn bất lộ. Chính thư đã trộn thuốc mê vào cơm canh, chờ cho chủ tớ mở xanh ngắm thuốc thì mới ra tay chiếm vàng. Nhưng sự việc bị mở xanh phát giác. Tiền bạc làm mờ mắt, thư đã ra tay giết mở xanh cùng đứa con trong bụng mợ Thậm chí con hậu gái cũng bị đâm cho hơn chục nhát dao chết quang tại trận. Điều làm thư không ngờ tới đó là hai cái xác bị đẩy xuống sông, vậy mà không hiểu sao bảy ngày sau, xác của mỡ xanh lại xuất hiện trong chòi nằm thối rửa trong đó. Sự việc dẫn tới tình cảnh này, Âu cũng vì lòng người đen bạc. Bí mật đó mãi mãi theo thư xuống đáy mồ sâu, để rồi đêm đêm người làng vẫn nghe thấy tiếng than khóc ở bãi chuối quang. Tiếng than khóc mang theo âm hưởng rợn người. Đó là bằng chứng kinh hoàng nhất